Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, hôm qua ngày 4 tháng 12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã dành nguyên một ngày để tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 với nhiều nội dung quan trọng. Truyền đạt chuyên đề, tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc của nghị quyết số 43. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết có 4 quan điểm được Đảng tiếp cận đầy đủ toàn diện hệ thống. Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân, trách nhiệm của Đảng, của cả hệ thống chính trị. Trong đó, Đảng giữ vai trò quan trọng nhất. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp đoàn kết, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng, sáng tạo của nhân dân. Đoàn kết mà không lắng nghe các ý kiến khác nhau thì là đoàn kết xua chiều. Cán bộ cấp dưới mà cứ lựa theo coi cái ông cấp trên ông nghĩ cái gì để mình nói đó thì tôi cho rằng cái đó là nguy hiểm cho Đảng và cho đất nước. Một ông cán bộ vào họp tập thể lãnh đạo nhưng mà cứ suy nghĩ thử ra vấn đề này là ông thủ trưởng ông nói như thế, ông nghĩ như thế nào để mình nói để phù hợp với ý ông thì tôi cho rằng cái đó rất nguy hiểm các đồng chí ạ. Và người ta nói cái đó là đoàn kết một chiều, đoàn kết xuôi chiều, đoàn kết trên cái sự bưng bít và không lắng nghe sự thật. Đoàn kết phải gắn với phát huy dân chủ. Tôi muốn nói cái này là nhấn mạnh vì sao trong nghị quyết nói là đoàn kết toàn dân tộc phải gắn với phát huy dân chủ, xã hội chủ nghĩa. Với chuyên đề tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Nghị quyết số 42 đưa ra hệ thống 9 nhóm giải pháp đồng bộ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực về chính sách xã hội, bao gồm nâng cao nhận thức, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, cùng các dịch vụ xã hội, hợp tác quốc tế, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng. Tiếp đó vào chiều qua, hội nghị nghe Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng, truyền đạt chuyên đề chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng và toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền văn kiện hội nghị Trung ương 8 khóa 13 thường xuyên, sâu rộng hơn nữa ở các cấp trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 13 cụ thể, thiết thực và hiệu quả.